Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình lại đến với Dragon City, thành phố rồng các bạn ạ. Ở đây mình vừa mở một cái quả trứng vàng ra và mình nhận được một cái bé rồng mới các bạn ơi. Một cái thành viên rất là tuyệt vời ha. Rồi, anh em nào mà chưa nhận thử thì nhớ bay vào nhận nha mọi người. Đó, bây giờ là anh em chúng ta nhận rồi là thoải mái luôn nè. Nhận xả láng sáng về sớm luôn. Rồi, hiện tại thì anh em mình đang có được 178 viên game nha. Bây giờ chúng ta cố gắng đua cuộc đua Heroic coi nè. Wow, hôm nay đang nhập vào game mình nhận thêm được một viên game. Quá tuyệt vời ha. Rồi, để xem coi. Ở đây thì anh em chúng ta sẽ thổ cái gì đâu mà quảng cáo gì mà nhiều dữ vậy mấy man. Nó quảng cáo mà mình bấm mỏi tai luôn đó các bạn. Ghê thiệt chứ. Rồi, ở đây thì chúng ta cần cành bông nha. Các bạn comment chia sẻ với anh Tê là nơi anh hãy vào cái chỗ ấp trứng và anh mua một cái con rồng, đó chính là Machi hả? Để anh Tê đi kiếm thử coi có cái con rồng Machi không. Đâu rồi, hệ điện thì là meta. Con hệ ánh sáng này của ta đây, ART gì không phải rồi, con nào vậy? Không biết có các bạn nào comment nói là mua một cái con rồng đây, Machi Arras, mua con này ra đúng không? Rồi nó sẽ ra cái con, ui chà, cái con này nó cũng tốn tới 30 game lượng cũng chua quá. Đó, bây giờ anh em mình thả mấy cái bé này ra nè. Đây, wow, được 300 điểm các bạn ơi, thả một con là được 300 nha, ngon lành cành đào luôn. Giờ anh em mình vô thả thêm con nữa nha các bạn. Đây, ở đâu rồi? Bây giờ là nhìn vô cái đống này như đám rừng vậy các bạn ơi. Wow, anh em mình lít lộn vô cái vị trí này rồi. Đây là cái sự kiện nha. Rồi anh em mình ra làm. Đó, thêm một cái cành bông nữa. Làm việc cho nó gọi là gọn gàng tí cái nè. Ở đây thì anh em chúng ta sẽ thả thêm một cái bé này ra nữa nha. Đâu rồi? Đâu tuốt ở dưới đây vậy? Nằm đâu tuốt ở dưới đây luôn á các bạn ơi. Mình chịu luôn á. Rồi sau đây thì anh em mình xem thử là nhiệm vụ coi. 4 viên game. Rồi dùng 4 viên game skip qua cho nó lẹ. Wow, bây giờ anh em mình lên được level 7 các bạn. Và đây là hành trình cuộc bóc của mình nha. Ui, anh em mình mở ra Titan các bạn ơi. Một nhân vật gọi là Titan thép. Hết sảy luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời. Đây mình đang nằm ở vị trí hạng 3. Ôi, hai thành viên kia lên chính hết luôn. Bây giờ anh em mình đi thu hoạch nè. Tranh thủ chạy láp với người ta đâu. Wow, ở đây mình được cộng thêm 5 orbit của Heroic các bạn ơi. Ngon luôn. Hôm nay là một cái ngày khá là hên cho anh em mình. Mở ra được rồng Titan các bạn. Còn cái này thì rờ vài cái thôi là ra được orbit của Heroic. Cướp biển dùng cà ri dê luôn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ cho kiếm bọ ăn đúng không? Kiếm con nào đó cho nó ăn để ra con bọ. Bây giờ mình sẽ đi tìm mới được. Tìm cái con nào mà nó phù bắp phù mía một tí ha. Đây, phù cha mấy con này level ghê quá các bạn ơi, bỏ đi. Nên mình kiếm mấy con R xem. Mấy con R chắc level. Thôi, ôi R cũng 20 luôn, cấp E xem. Cái gì ghê vậy ha, anh ta chơi cái gì ghê vậy? Con nào cũng level mười mấy hết trơn luôn. Tầm này rồi sao cho rồng ăn. Đó các bạn thấy chưa, hắn tay chơi gì ghê quá. Mà bây giờ cấp C đi. Không tin luôn á là cấp C mà không. Thôi ơi thiệt luôn các bạn ơi. Toàn trên level 20 không. Chơi dày rồi ai chơi. Tiếp tục coi nè. Phải có con nào nó level thấp thấp chứ. Đây rồi, một bé rồi là level 17 đi các bạn. Đó, kiếm thì khói luôn mới ra được một con rồng mà level nó thấp. Ghê thiệt. Rồi, ở đây để mình nghiên cứu cái lại coi nè. Chỗ này đúng không? Ở đây mình nhớ mình còn một con rồng Legend. Đây, mình nhớ mình còn một con rồng Legend của Bob. Chưa cho nó ăn các bạn. Đó, con này là Abokali. Thành viên này thì thuộc dòng Legend và cũng rất là VIP nha. Ôi anh em mình cho con này ăn thoải mái luôn các bạn ơi. Chắc cho lên được tầm khoảng level 20 luôn ấy. Đây tới công chuyện luôn nha.
tên lại cho ngầu luôn. Ok, pha này thì anh em mình là lại đến với khu trà qua cửa luôn rồi cả nhà ơi. Đó, tới công chuyện nữa nè, sức mạnh đến từ nhân vật Macaron. Đây, nhân vật Macaron quyền thoại của mình thì thôi khỏi bàn luôn rồi. Con này nó mạnh vô đối luôn á các bạn ơi. Wow, một tiếng đồng hồ sau thì nên chúng ta mới gèo được. Rồi, ở đây thì nên chúng ta sẽ 700 ha. Wow, sự kiện cả nhà ơi, sự kiện ha. Không biết anh em nào có chơi cái sự kiện này chưa ha. Bạn nào chưa biết thì các bạn có thể vào cái trang web của mình nha, hantaichannel.com. Và đây là trang web chính thức của mình luôn. Ở đây thì Hantai để những cái sự kiện nè, những cái sự kiện của tựa game Dragon City ha. Tất cả những sự kiện luôn, Hantai sẽ cập nhật mỗi ngày. Anh em nào chơi tựa game này thì có thể vào đây xem những cái sự kiện mới nhất nha. Đây, Robo Maze. Đây, anh em bấm trực tiếp vào thì nó sẽ đưa anh em qua cái trang này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy nè, đó, tất cả những cái con ở đây đều có một cái số điểm coi. Hantai để cho mọi người biết luôn. Đó, anh em có việc bấm vào đây xem là sẽ thấy nha. Các bạn biết có bao nhiêu điểm coi rồi thì anh em chúng ta sẽ để dành điểm coi để lấy đi. Chẳng hạn như con này 6.000 mấy, mình sẽ để dành để mình bế con này về nha. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ ra xem thử mình để dành. Mình đang có được tổng khoảng 1.600 nha mọi người. 1.600. Đó, tầm này là ok rồi. Rồi, chia sẻ cho các bạn cách để chơi sự kiện luôn ha. Còn đây là cuộc đua Heroic, mình đang nằm ở lớp 7 và nó 2. Không biết là cái nốt tiếp theo là nốt 3 sẽ đến với cái nhiệm vụ gì thì anh em cứ việc vào cái trang của mình luôn. Anh em nào mà xem trên điện thoại nó sẽ có một cái mục menu nhỏ nhỏ nằm bên góc tay trái nha. Anh em hãy bấm vào đó thì nó sẽ ra. Đây, các bạn sẽ kéo xuống chỗ Dragon City, các bạn chọn cho mình đó là Heroic. Đó. Rồi, chỗ này thì anh em sẽ chọn cho mình để mình coi coi nè. Mình đang lớp 7 nè các bạn. Lớp 7 và nốt 2 đúng không? Nốt để mình xem lại coi. Đây đúng rồi, nốt 2 của mình nè các bạn. Bây giờ anh em chúng ta tới nốt 3 sẽ là cái gì? Nốt 3 của anh em mình sẽ là cành cây. Cành cây và nốt 4 sẽ là chiến đấu trong khu vực wow, khu vực list. Ui chà, ca này căng ha. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cố gắng vượt láp thôi các bạn ơi. Hai thành viên kia đang nằm ở láp 9 rồi. Ghê thiệt. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với một khu vực nữa, đó chính là khu vực West. Ở đây thì các bạn sẽ nhận thêm được điểm coin màu xanh để chơi sự kiện nè. Đây, anh em tranh thủ vào đây chơi nha. Tới công chuyện luôn. Wow, còn Kales cũng là tầm khoảng 18 ha. Victory. Rồi, ở đây thì chúng ta đang bị kẹt ở cái chỗ này luôn rồi. Mình cần một cái con Legacy. Legacy line rất là khó luôn các bạn. Hắn tại line rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa ra được con Legacy ấy. Đúng chua luôn. Biết cách line, có công thức line luôn nhưng mà line vẫn không ra nổi. Đó. Tùy một cái nick ấy các bạn. Cái nick nó hên, nó line nhiều khi ra phát một là ra luôn. Một cái nick mà nó không ấy, anh em chúng ta line xì khối luôn. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với một cái khu vực, đó chính là khu vực Arena. Leo trong khu vực này mới gọi là ghê gớm này các bạn ơi. Thành viên này là Titan. Wow, Titan Heroic. Đây rồi. Pha này thì chúng ta sẽ gẹo nhẹ nha. Đó, tới công chuyện luôn. Lắm. Kasi của tên bạn bị bế đi rồi nha. Viên này sẽ là Legend. Đây rồi, pha này nên chúng ta sẽ tìm dùng mặt trăng đi. Wow, đồng cuối luôn các bạn ơi. Pha này thì thôi nên chúng ta sẽ phá giáp. Đó, sau khi phá giáp xong rồi thì nên chúng ta mới thẳng hốt nè. Lắm. Ui, 52.000 luôn. Ôi, đam gắt dữ vậy luôn ấy. Ôi, mình không nghĩ là đam của anh em mình lại to đến thế các bạn à. Rồi, pha này chúng ta sẽ ra thu hoạch ít bốc nha. Đây. Đó, được thêm vài cái rồi. Chỗ này thì 4 trên 16 rồi nè cả nhà. Tiếp theo thì nên chúng ta phải chờ tới 30 giây lận, cho nên mình sẽ vào khu vực Arena để quậy nữa. Ngon lành ha. Wow, tới 73.000 luôn rồi các bạn ơi. Ca này chua luôn ấy. Rồi, hút máu thêm một cái nè.
Đây rồi. Và lần này trên đây chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu của nhân vật bé nhím ha. Ca này thì chắc có lẽ là xài cái cánh quạt đi, thay đổi một tí cho nó thú vị. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ bấm nhẹ cái nút subscribe ủng hộ cho HNT nha mọi người. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha, để anh ta ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui ha. Victory. Đó, ổn luôn các bạn ơi. Rồi, chỗ này thì bắt đầu khó hơn rồi nè. Tên bạn bắt đầu lên level 40 và có một ngôi sao rồi. Đó, anh em chúng ta bắt đầu mệt mỏi rồi đây. 6 trên 16 rồi ha. Rồi, cố lên. Thôi, ca này quýnh không lại đâu cho nó chạy các bạn. Mình nhắm tên nào mình chơi không lại thôi mình chạy, chứ mình đứng đó là bị người ta bế đi nữa đấy. Rồi, còn bây giờ đến với lần này mình sẽ nhờ thành viên bé nhím đi ha. Rồi, bé nhím của mình thì khỏi nói luôn rồi. Mạnh rất là ghê, level 40 và hiện tại đang được 2 ngôi sao luôn. Wow. Đây rồi, và đây là chú lát, level tầm khoảng 40. Bé nhím mình mà cũng bị bế rồi. Rồi mọi chuyện bắt đầu nó khó khăn hơn rồi cả nhà ơi. Lắm. Đây, trời ơi. Trận này quá ghê luôn ấy. Gặp phải đội hình dữ cho nên anh em mình bị bay màu các bạn. Gọi là màu sắc nhạt nhòa luôn. Wow, bây giờ anh em mình sở hữu được một thành viên legend nữa. Trời ơi, nhận miễn phí nha mọi người. Wow, và còn được thêm game nữa nè. Được thêm 2 viên game nữa. Thật thảy luôn. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta ra ngoài ha. Giờ mình còn có một con mạnh à, không biết sao đánh ở khu vực đó luôn ấy. Rồi, ở đây thì này anh em mình phải chờ một tí đồng hồ sau. Còn cái chỗ này thì 10, có 10, thêm 10 cái nữa thôi. Rồi. À, ui, hên quá các bạn ơi, anh em mình qua được cái màn mới rồi. Trời ơi, lên được cái tầng cao mới. Và ở cái tầng này thì anh em chúng ta được mang cái con ma cà rồng đi chiến. Trời ơi, hên ghê luôn cả nhà ơi. Chứ pha nãy mà mình không lên được cái tầng cao mới á là anh em chúng ta ở dưới chắc bị gọi là dập tan nát luôn á. Ây, trời ơi mạnh dữ. Trời ơi, mới ra chưa gì hết trơn luôn, bế một thành viên team mình luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Level 39 lần. Trời ơi. Rồi, bây giờ hút máu nhạn cái nè. Đó, ghê chưa. Rồi lần này thì nay chúng ta xài luôn cái chiêu bút máu đi ha. Thôi ôi, tên bạn có một con mạnh thôi các bạn, còn mấy con kia nó cùi bóp đi kìa. Victory. Đó, ba cửa 21. Rồi, lần này anh em chúng ta hồi chắc con mang con này đem vô trong đi các bạn ơi. Đó, anh em mình mang con này ra ngoài đi. Vậy đi cho nó chắc ăn hơn. Wow. Let's go luôn. Đó, mọi chuyện bắt đầu đơn giản hơn rồi nè. Pha này thì mình sẽ nhờ đến thành viên, đó chính là Heroic đi. Wow, tuyệt vời. 19 ha. Level 30 solo với 30 luôn nè. Rồi, mình thấy là cái màu này là ngon rồi đó nha. Thành viên cuối cùng của tên bạn. Trời ơi, con này nó đam với mình. Bé này nếu mà quýnh cái chiêu nhẹ nhẹ đi. Đó, sau đó mình sẽ cho Heroic mới này ra để cho nó ăn nó lên chữ đó các bạn. Wow, tuyệt vời chưa. Rồi, ngon lành nha. Đây còn một hiệp nữa. Mình thì mình đang nằm ở là 53 đúng không? 53. Và chúng ta hiện tại đang còn tới 177 viên game lận các bạn. Đó, mình bây giờ là mình có thể chạy lên được. Còn hai thành viên trên đây làm chính bị đứng hết trơn rồi là mình nghi hai bạn này hết game đó các bạn ơi, không còn game nữa cho nên chạy không nổi. Còn mình đó là bây giờ mình đang còn game à, tương lai là anh em chúng ta chạy nổi nha. Còn tên bạn là mình thấy hết chạy nổi rồi đó, đứng ngó rồi đó. Rồi ở đây thì nay chúng ta sẽ đến với Heroic nha, ông đẹp bụng bự.
Rồi sau đây thì màn trình diễn sẽ đến. Con này nó không được đam, mày nó quýnh yếu xìu hả? Cho nên thôi lụm luôn đi. Rồi thành viên Lucy lên vào tập khoảng 30. Tới công chuyện rồi. Wow. Và bây giờ đến với nhân vật chùm cuối các bạn ơi. Thôi ơi một chiêu luôn. Một chiêu một không cho thằng nó ngáp luôn. Ghê thiệt. Rồi bây giờ này chúng ta sẽ ra thu hoạch nhẹ thêm cái nữa coi. Ôi lần này được búp nữa rồi nè. Đó. Bây giờ là 8/16. Còn đây là 1/5. Không biết cái free pin của anh em mình chừng nào tới. Còn 1 tiếng nữa. Trời ơi. Còn 1 tiếng nữa là nó tới cái free pin này các bạn ơi. Ngon lành luôn. Và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.